là ngữ pháp ni mô tô dư tê. Đây, đã cái này là chữ cơ đọc là mô tô nhá. Ni mô tô dư tê nghĩa là dựa trên, dựa theo. Nếu mà nhìn nghĩa thì giống hệt là cái kia đúng không? Về phần dẫn này, đây các bạn thấy này. Ví dụ đây là gì nhỉ? Người đang tiến hành một cái bản anke tô cho xã đúng nha, một cái bản điều tra khảo sát. Đấy, câu hỏi là như này và đáp án là như này, như này. Và từ cái bản khảo sát này người ta sẽ lập ra được một cái biểu đồ đúng không? Đấy, tỷ lệ người như nọ như kia thì từ cái gì đây nhỉ? Từ cái này người mà tạo ra được cái này, chúng ta có thể dùng là anke tô ni mô tô dư tê graph o sakusei, là gì nhỉ? Dựa trên cái bản khảo sát mà gì đấy mà tạo ra cái biểu đồ đúng không? Nếu vậy thì các bạn bảo là cái này cũng gần giống như là cái motoniste. Đương nhiên là cái này cũng có thể dùng motoniste đúng nhỉ? Thế nhưng mà trong trường hợp này thì cái gì đây nhỉ? Cái sắc thái của motoniste nó sẽ khác một chút nhá, và nó còn lịch sự hơn, nó cứng hơn nữa. Còn chi tiết phân biệt như nào thì lát nữa chúng ta đi vào phần so sánh sau. Về sử dụng cụ, về cách cấu thành thì chúng ta sẽ có này, danh từ cộng ni mô tô dư tê, danh từ cộng ni mô tô dư tê. Đối với trường hợp bổ nghĩa thì có hai kiểu, đó là n1 cộng ni mô tô dư cự, hoặc là n1 cộng ni mô tô dư tờ n2. Nhớ nhé, có thể là mô tô dư cự hay là mô tô dư tờ đều được và giống nhau luôn, không có cái khác nhau gì, không có liên quan đến quá khứ hiện tại gì đâu các bạn ạ. Nó chia thế nào các bạn chia thế nào cũng được. Về cách sử dụng này, nó diễn tả ý làm việc gì đó dựa trên cái phía trước làm tiêu chuẩn. Làm việc gì đó dựa trên cái phía trước làm tiêu chuẩn. Thì ngay từ cái định nghĩa này đã thấy khác khác với lại cái motoniste đúng không nhỉ? Motoniste là làm ra cái gì đó, lấy cái trước làm nguyên liệu đúng không? Còn cái này ấy, là mình làm một việc gì đó, lấy cái trước làm tiêu chuẩn, chứ hẳn là mình đã tạo ra cái mới đúng không nhỉ? Không nhấn mạnh cái sắc thái đấy. Theo này, vế trước nó thường đi kèm với những từ mang ý nghĩa chuẩn mực rõ ràng. Đấy. Nếu như trước cái thằng motoniste đúng nhỉ, thì nó cũng không mang cái sắc thái nghĩa là đằng trước là những cái mang ý nghĩa chuẩn mực rõ ràng, mà chỉ là mang tính chất làm nguyên liệu, làm nền tảng thôi. Thì đi với lại motoGT nó sẽ là những cái mang ý nghĩa chuẩn mực rõ ràng và gần như là fix cố định luôn ấy. Ví dụ hô, đây là chữ pháp nghĩa là pháp luật này, rồi đê tờ dữ liệu đúng không, kê các cự kế hoạch, hô xin là phương châm, chô sa kịch cờ là kết quả điều tra, đấy vân vân. Vế sau đi với câu động từ và cũng nhiều trường hợp mang nghĩa là tạo ra thứ mới, thì cái này cũng gần giống như kia nhá. Đây là cách sử dụng mang tính văn viết trang trọng hơn so với motoniste. Đây, cái này các bạn có chú ý này. Đấy, đấy là cái định nghĩa và cách sử dụng của mô tô dư cự và mô tô ni mô tô dư tê, ni mô tô dư cự, ni mô tô dư tờ. Bây giờ chúng ta đi vào các câu ví dụ nhá. Câu số 1 này. Sai shin no data ni mô tô dư tê, uriage kekaku o tatetai to omoimasu. Có nghĩa là gì nhỉ? Đây chúng ta sẽ có, đây là dựa trên này, cái này là cái làm cơ chuẩn đúng không? Dựa trên cái dữ liệu mới nhất ấy thì tôi muốn gì đây nhỉ? Tôi muốn lập cái kế hoạch bán hàng. Đấy, tôi muốn lên kế hoạch bán hàng, lập kế hoạch bán hàng dựa trên cái dữ liệu mới nhất, thì mình lấy cái data này làm tiêu chuẩn đúng không nhỉ? Tiếp theo này, câu số 2. Kuni no doro kekaku các ni motozuite achikochi ni atarashii doro ga deki agatte iku. Chúng ta có đây là mô ni mô tô dư tê là dựa trên. Danh từ của chúng ta là gì đấy? Là cái này đúng không? Là kế hoạch đúng nhỉ? Kế hoạch phát triển đường của đất nước ấy. Achikochi là ở đây ở đó. Câu này có nghĩa là những cái con đường mới đúng nhỉ? Đang gì đây nhỉ? Đang được tạo ra ở chỗ này, chỗ kia, ở khắp mọi nơi dựa trên cái kế hoạch phát triển đường của đất nước, của nhà nước. Câu số 3 này. Kono jimu dewa kagakuteki na jikken kekka ni motozuita kiniku training o okonatte. Ở đây chúng ta có này, cái dạng là dạng mệnh đề định ngữ. Do vậy sẽ dùng ni motozuita. Có hai cái danh từ N1 là cái này và N2 là cái này. Đấy. Các bạn lưu ý nhá, cái chữ này nhá. Cái chữ này ấy, bởi vì đằng trước nó không phải là trợ từ ế, trợ từ ni hay là địa điểm đúng không? Do vậy cái chữ này chúng ta phải đọc là okonateru. Có nghĩa là gym là phòng gym,
ở cái phòng gym này ấy, người ta đang tiến hành những cái gì đây nhỉ? Những cái bài luyện tập kinic là cơ bắp. Những cái bài tập luyện tập cơ bắp này ấy, là những cái mà dựa trên kết quả thực nghiệm mang tính khoa học. Đấy. Câu số 4. Kyo no ryugaku setsumeikai de jissai no jikken ni motozuku i hanashi o kiku koto ga dekita. Có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ gạch chân ở cái mô tô dư cự này nhá. Cũng có hai phần danh từ là gì đấy. Cái đầu tiên là cái này, cái thứ hai là cái này. Nào. Kyo no ryugaku setsumeikai là cái buổi thuyết trình, buổi gì nhỉ? Buổi giới thiệu về du học ấy. Tại cái buổi giới thiệu về du học thì tôi đã được nghe, tôi đã có thể được nghe những cái câu chuyện hay. Những câu chuyện hay là những câu chuyện mà gì nhỉ? Mà dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của những người đã đi du học đấy, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ có cái sắc thái nghĩa như vậy. Nếu vậy thì các bạn sẽ bảo là em thấy nó rất là ai mai và giống với lại Moto ni shite, đúng không? À, thì tất nhiên là đúng là như vậy. Ví dụ bây giờ trong tiếng Việt mà bắt phân biệt là gì nhỉ? Hãy làm theo hướng dẫn và hãy làm dựa trên hướng dẫn thì các bạn có phân biệt được không? Cũng là không, đúng không? Đấy thì chúng ta không cần phải đi phân biệt chi tiết quá là cái gì, chúng ta chỉ cần nhớ cái sắc thái biểu biểu diễn của mỗi mẫu câu là được rồi. Còn khi còn chỉ có những cái nào mà nó hakiri, nó rõ ràng ấy thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt rạch ròi đấy nhá. Còn những cái nào mà nó gọi là nó nghĩa nó sát sát nhau như vậy thì dùng cái nào cũng được. Chẳng hạn như câu số 4 này chẳng hạn này. Đấy. Thì trong trường hợp là chúng ta nhấn mạnh cái sắc thái là jisai no keiken là kinh nghiệm thực tế này là cái làm cơ chuẩn đúng nhỉ, bám vào đây. Thì chúng ta sẽ dùng motojite. Còn nếu mà các bạn lại coi đây là một cái nguyên liệu đầu vào để tạo ra câu chuyện thì các bạn sẽ dùng motonishite. Trong trường hợp này là dùng cả hai đều được. Có những trường hợp là dùng chỉ được dùng một thì cái đấy chúng ta mới phải nhớ, chứ còn những cái mà dùng cả hai đều được thì các bạn nhớ nhớ cái sắc thái nghĩa là được rồi. Chứ nếu mà bảo phân biệt rạch ròi ra thì ngay cả tiếng Việt cũng rất là nhiều cái khó. Ví dụ bây giờ bắt phân biệt rạch ròi giữa tame ni với niote đúng nhỉ? Cùng mang nghĩa là vì. Đấy. Cũng rất là khó, chả khác gì bắt phân biệt là do tuổi cao với lại vì tuổi cao, đúng không?